Bác sĩ là có một bạn khách hàng có hỏi là bạn cứ uống rượu bia vào là bị đau bụng đi ngoài và mấy ngày hôm sau thì vẫn tiếp tục còn đi. Liệu có phải là viêm đại tràng không và có nên sử dụng men vi sinh không thưa bác sĩ ạ? Khi mà chúng ta uống bia rượu thì thực chất những cái bia rượu đấy cũng là những tác nhân mà đánh vào trong các cái niêm mạc của đường ruột và làm ảnh hưởng đến các cái vi khuẩn có lợi trong đường ruột của mình. Và chính vì vậy thì khi mà uống bia uống rượu vào mà không có sự chuẩn bị, mà không có sự giúp cho cái đường ruột nó khỏe, thì vô hình chung là chúng ta sẽ dẫn đến tối thiểu là những cái rối loạn tiêu hóa thôi. Tức là sau khi uống bia về thì có thể là đau bụng này, khó chịu quằn quại, rồi đi ngoài, rồi phân lỏng. Thì khi mà chúng ta uống liên tục như vậy thì chúng ta phải có sự dự phòng. Tức là gì? Chúng ta sẽ bổ sung những cái vi khuẩn có lợi vào trong cơ thể để cân bằng cái hệ vi sinh vật đường ruột của mình, giúp cho là tác nhân của bia rượu không làm ảnh hưởng vào đường ruột nữa. Và khi chúng ta đã biết khi uống bia rượu thì không những đã đường ruột ảnh hưởng mà kể gan thận cũng bị ảnh hưởng, thì chúng ta phải cân đối làm sao mức độ cho nó là vừa phải, và chúng ta phải đánh giá được cái cơ thể chúng ta là mức độ nặng hay nhẹ. Nếu như chúng ta bị nặng, chúng ta bắt buộc phải đi gặp các nhà chuyên khoa tiêu hóa để chẩn đoán đàn hoi xem là cái đường ruột chúng ta có bị bệnh mức độ nào hay chỉ là một sự thiếu hụt men. Và nếu thiếu hụt men thì rất đơn giản, chúng ta đi uống xong thì về chúng ta uống ngay men vi sinh để mà bổ sung luôn những cái vi khuẩn có lợi cho mình. Và trong những thời điểm như thế thì cố gắng chúng ta uống trong một tuần thôi là có thể mang lại rất nhiều hiệu quả rồi. Nhưng ngược lại, thì chúng ta có bệnh thì chúng ta phải điều trị lâu dài hơn và liên tục hơn. Vâng, thân xin cảm ơn bác sĩ. Như bác sĩ Quý đã chia sẻ thì có thể thấy là những người uống rượu bia thì cái việc mà khi mình lạc một cái lượng chất cồn vào trong đường ruột thì nó sẽ làm cho cái hệ vi sinh vật đường ruột nó giảm rất là nhiều, bởi vì rượu bia cũng là cái tác nhân gây làm suy giảm trầm trọng cái lượng lợi khuẩn, chính vì vậy mà nó sẽ gây ra mất cân bằng cái hệ vi sinh vật đường ruột, và đồng thời nó sẽ dẫn đến những cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa như bị đau bụng đi ngoài, giống như tình trạng bạn đang gặp phải, tức là sau mấy ngày bạn uống rượu bia rồi bạn vẫn tiếp tục đi ngoài. Lúc này cái việc mà bạn ấy cần phải làm như bác sĩ đã làm là bạn phải bổ sung men vi sinh vào để phục hồi cái hệ lợi khuẩn, và cái quan trọng là mình sẽ bù đắp được cái lượng lợi khuẩn mà mình đã bị mất đi. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Bifina. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.